Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ bị trầm cảm nặng nề. Mới đây thì trang 163 đưa tin Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ mắc chứng trầm cảm trên một show truyền hình thực tế. Trong đoạn phỏng vấn thì anh cho biết bản thân rất khó chịu và ức chế trước vấn nạn bạo lực bằng ngôn ngữ trên mạng xã hội. Cụ thể, nam diễn viên cho biết tôi mắc chứng trầm cảm vào năm 2013, sau đó mất đến 2 năm sau mới có thể vượt qua bóng ma tâm lý. Dạo trước tôi bị tình trạng cũ, tôi muốn trốn chạy thế giới để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Huỳnh Hiểu Minh tâm sự nguyên nhân là bởi trong suốt một khoảng thời gian dài, anh bị dư luận công kích chê bai từ năng lực diễn xuất cho đến cuộc sống riêng tư. Điều này khiến cho anh chịu áp lực lớn và gặp vấn đề về mặt tâm lý. Ngoài ra thì nam tài tử còn tiết lộ rằng trong suốt khoảng thời gian đối diện với tình trạng tâm lý bất ổn, Angela Baby chính là người luôn bên cạnh an ủi và động viên anh. Gần đây thì dù cả hai liên tục dính tin đồn rạn nứt. Song, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với trang tin China, Huỳnh Hiểu Minh đã một mực khẳng định mối quan hệ giữa anh và Angela Baby vẫn tốt đẹp.